Em hãy nói cho anh biết đi, có chuyện gì xảy ra với em để anh còn cứu em được chứ? Cách duy nhất để mà anh cứu được em là anh hãy tránh xa em ra đi. Liên, em định làm cái gì vậy Đồng Giang? Anh xin em, bây giờ em muốn làm cái gì anh cũng được hết. Em hãy tha cho Mỹ Liên đi mà Giang. Cô ta là dì của anh mà anh lại gian sinh cho cô ta. Anh Giang ơi, anh biết anh sai rồi. Tất cả mọi tội lỗi đều do anh gây ra. Bây giờ em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, tha cho cô ấy đi. Anh muốn tôi trừng phạt anh và tha cho nhân tình của anh hả? Còn cô, cô có biết hậu quả của việc giật chồng người khác là như thế nào không? Em biết lỗi của em rồi, em xin chị hãy tha thứ cho em. Đồng Gia, có gì từ từ nói, đưa con dao cho anh. Anh tránh ra. Anh mà bước tới nữa thì đừng trách con dao này không có mắt đâu, nghe chưa? Anh biết rồi, anh đứng yên đây, em bình tĩnh đi. Giết người là đền tội đó, đừng giận quá mất khôn. Đưa con dao đây cho anh. Anh lo cho tôi tù tội hay là lo cho tính mạng nhân tình của anh? Em nghĩ sao vậy? Em nghĩ sao mà anh đi lo cho con người này? Cô ấy chỉ là đồ chơi của anh thôi. Người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh, đó là em. Là em, em mới quan trọng với anh. Em là mẹ của con trai anh. Giang ơi, nghe anh nói đi. Anh tưởng tôi tin những lời nói này của anh hả? Anh đang dàn trận giả cứu nguy cho nhân tình của anh thôi. Được, tôi sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Anh nói em là người quan trọng nhất của anh, vậy mà anh đi ngoại tình với cô ta. Cô ta có gì hơn em chứ? Thà anh đi ra đường ăn bánh trả tiền em không tức, nhưng mà anh lập phòng nhì với cô ta, em không thể nào chấp nhận được. Dạ, em thử nghĩ đi, có người đàn ông nào ra đường mà không ăn chơi? Có loại người thích ăn bánh trả tiền, nhưng gái đương được, gái quán ba, em nghĩ sao? Cái loại gái đó làm sao mà xứng với anh được? Sợ gì anh tìm tới một cô sinh viên thì cũng giống như người ta, tìm tới rau sạch cho nó an toàn thôi mà. Những lời nói đó có thật không, hay là anh lại lừa gạt em thêm một lần nữa? Làm sao mà em có thể tin anh được chứ? Anh có biết là em đã đau khổ, đã tổn thương như thế nào khi biết được hai người sống cùng nhau hay không? Hai người có biết là hai người đã làm gì tôi hay không? Được, em không tin anh thì anh có thể thề trước mặt em. Anh thề, anh mà có tình cảm gì với Mỹ Liên, ra đường cho xe cán chết anh cho rồi. Thank you.
cô ta chỉ là loại gái qua đường với anh thôi. Được, bây giờ em tạm tin anh. Em nghĩ một người như anh chẳng bao giờ đánh đổi gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống giàu sang vì một tình yêu dớ dần như vậy đâu. Cảm ơn em đã hiểu anh. Anh không bao giờ dám đánh đổi em và con để lấy bất kỳ thứ gì trên đời này hết. Anh, vì chồng tôi đã biết ăn năn hối cải nên tôi sẽ tha thứ cho cô. Nhưng mà tội chết có thể tha, nhưng tội sống thì không thể bỏ qua. Cô phải xin lỗi tôi và thề độc không bao giờ gặp chồng tôi nữa. Nhưng đây cô cũng phải nói lời xin lỗi ba mẹ cô và cả dòng họ cô vì đã cướp chồng người khác. Tôi sẽ quay lại để làm bằng chứng. Nếu mà cô giở trò thì tôi sẽ gặp ba mẹ cô và đưa cho họ xem con gái của mình như thế nào. Chuyện đơn giản như vậy để đền bù cho cái việc mà cô giật chồng người khác có được không? Nói. Em đã phạm tội tày trời, giật chồng của chị. Giờ đây em đã biết tội của mình. Con cũng xin ba mẹ, ông bà, cô dì chú bác hãy tha thứ cho đứa con gái hư tật này. Con đã phạm phải sai lầm lớn trong đời, cũng vì con quá nhẹ dạ cả tin vào những lời nói ngon ngọt của người đàn ông này. Con biết mình chỉ là món đồ chơi trong tay của anh ta. Em xin thề với chị, không bao giờ em gặp mặt người đàn ông này nữa. Xin chị hãy tha thứ cho những tội lỗi mà em đã gây ra. Nếu em tái phạm, em sẽ chấp nhận mọi sự trừng trị của chị. Giờ em muốn anh thề không bao giờ gặp lại người con gái này nữa. Nếu như mà anh vẫn tái phạm thì chắc chắn là anh sẽ không bao giờ được chạm vào con của anh. Được, anh thề sẽ không bao giờ gặp lại Mỹ Liên nữa. Nếu như anh làm sai lời, anh sẽ không bao giờ gặp được con trai của anh. Cô có nghe rõ những lời chồng tôi nói chưa? Mày giỏng tai lên nghe rõ lời tao nói. Nếu như mà mày còn lén phén với chồng tao một lần nữa thì tao thề tao sẽ tạt axit lên gương mặt xinh đẹp của mày đến khi dung nhan của mày thành một con quỷ. Thì mày nghĩ đi, liệu mày còn đi quyến rũ chồng người khác được nữa không? Nhìn thẳng vào mắt tao nè, tao là con đàn bà, dám nói dám làm. Tao không bao giờ hù dọa người khác đâu. Em à, em nhớ lời chị nói nha. Em đừng bao giờ mà quyến rũ chồng chị nữa nghe chưa? Dạ, em nhớ, em hứa. Em ngoan lắm, em tốt lắm.